Trấn Đạo Sư xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếng Trung qua một câu chuyện rất thú vị. Đó là câu chuyện hài hước Rắn cân cẩu sự bù yàn tợ. Người và chó là không giống nhau. Hoặc cũng có thể dịch là người và chó thì khác nhau. Rắn cân cẩu sự bù yàn tợ. Trước hết thì Trấn Đạo Sư sẽ đọc và dịch từng câu. Sau đó ở cuối bài các bạn sẽ nghe bạn Ú Xiao Chuyên đọc hai lượt. Một lượt là sẽ đọc tốc độ chậm và một lượt sẽ đọc với tốc độ bình thường giống như người bản ngữ nói chuyện. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc và phân tích từng câu trước nhé. Chủng u tiền lỉ, xiao wang y chứ, cân y chứ, khờ ai tờ xiao cẩu quán. Chủng u tiền lỉ, trong cửa hàng thú cưng. Chủng u là thú cưng, chủng u tiên là cửa hàng thú cưng. Xiao wang, tiểu vương. Y chứ là cứ mãi, cứ làm gì đó suốt. Ở đây chúng ta dịch là mải mê. Cân y chứ, khờ ai tờ xiao cẩu quán. Chơi đùa với một chú cún đáng yêu. Chủng u tiên lỉ. Xiao wang, y chứ. Cân y chứ, khờ ai tờ xiao cẩu quán. Chủng u tiên tờ lão bản. Khăn tạo lợ. Xiao chờ xua. Chưa chư cậu hẳn chung mình tờ. Sư vô mân chưa lì chơi hào tờ cậu. Chủng u tiên tờ lão bản. Ông chủ của cửa hàng thủ cưng. Khăn tạo lợ. Nhìn thấy vậy. Xiao chờ xua. Cười và nói. Chưa chư cậu. Con chó này. Hẳn chung mình tờ. Rất thông minh. Sư vô mân chưa lì chơi hào tờ cậu. Là con chó thông minh nhất ở chỗ chúng tôi đây. Chủng u tiên tờ lão bản khan tạo lợ. Xiao chờ xua. Chờ chư cậu hẳn chung mình tờ. Sự vô mân chờ lý chơi hào tờ cậu. Xiao quang xua. Sư ma? Cơ sư, ta khan chỉ lái. Chiu sư y chư phủ thông tờ cậu à. Xiao Wang xua, tiểu vương nói. Sư ma, vậy sao? Cửa sự, nhưng tha khan chỉ lại, nó trông có vẻ. Chiêu sự, chính là y chứ phổ thông tờ cậu, một con chó bình thường. Xiao Wang xua, sư ma? Cửa sự, tha khan chỉ lại, chiêu sự y chứ phổ thông tờ cậu à. Lão bản xua, chưa, nì chiều bù tổng lơ. Thà sư y chứ, khan mẫn cậu. Lão bản xua, ông chủ nói, chưa, cái này hoặc điều này, nì chiều bù tổng lơ, thì cậu không hiểu rồi. Chưa, nì chiều bù tổng lơ, vậy là cậu không hiểu rồi. Thà sư y chứ, nó là một con, chứ là lượng từ cho các con vật. Khan mẫn cậu. Chó giữ nhà. Bình thường thì chữ này chúng ta đọc là can, nghĩa là xem hoặc là nhìn. Nhưng mà khi nó có nghĩa là trông giữ hoặc là canh gác thì chúng ta đọc là thanh một. Đọc là thanh một là can, tức là trông giữ. Ví dụ như giữ nhà. Lão bản xua, chưa nị chiếu bộ tổng lợ, thà sư y chư khan mẫn cậu. Suy rán khan chỉ lái phổ thông. Tản sự, chứ yào, yếu tha chạy, gia lì tờ chén, chiều tiêu bù lẻo. Suy rán, tuy, khan chỉ lại, trông có vẻ. Hoặc là nhìn thì, phổ thông, bình thường. Tản sự, nhưng, chứ yào, chỉ cần, yếu tha chạy, có nó ở đó, hoặc dính là có mặt nó. Gia lì tờ chén, tiền ở trong nhà, chiều tiêu bù lẻo. Thì sẽ không thể mất nổi. Suy rán khan chỉ lái phổ thông, tản sự chứ yào yếu tha chạy, gia lì tờ chén, chiều tiêu bù lẻo. Xiao Wang vận, na yên cai hẳn quê bạ. Từ yên cai ở đây thể hiện là ngữ khí phỏng đoán. Xiao Wang vận, tiểu vương hỏi, na yên cai hẳn quê bạ, vậy chắc là đắt lắm nhỉ? Y tiá yé bú quệ, chứ yào ý vạn, hứa nì tờ chén xiang bì, chứ chứ cậu bú soạn quệ. Y tiá yé bú quệ, không hề đắt chút nào, chứ yào chỉ cần, ý vạn một vạn,
tương đương với khoảng 36 triệu tiền Việt. Hứa nì tờ chén xiang bỉ, hứa hoặc là cân sama xiang bỉ là so với cái gì đó. Hứa nì tờ chén xiang bỉ so với số tiền của cậu. Chưa chữ cổ, con chó này bú soạn quẩy, không được coi là đắt. Nì tía yếp bú quẩy, chữ yào ý hoàn. Hứa nì tờ chén xiang bỉ, chữa chữ cổ, bú soạn quẩy. Lì xua tờ yế tuệ, xiao wang xua, bú quả, quả gia ý cùng, chữ yào ý hoàn khoải. Lì xua tờ yế tuệ, ông nói cũng đúng. Xiao wang xua, tiểu vương nói, bú quả, nhưng có điều, quả gia, nhà tôi, ý cùng chữ yào, tổng cộng chỉ có, ý hoàn khoải, 1 vạn tệ. Lì xua tờ yế tuệ, xiao wang xua, bú quả, quả gia ý cùng, chữ yếu ý hoàn khoải. Yào sử, ủa mãi lợi tha, gia lì, chiều mấy chén lợ. Yào sử, nếu như, ủa mãi lợi tha, tôi mua nó, gia lì, trong nhà, chiều mấy chén lợ, sẽ không còn tiền nữa. Yào sử, ủa mãi lợi tha, gia lì, chiều mấy chén lợ. Lão bản xiang lợi ý xa, xua, na chưa yang bà, chỉ là nì chưa mà xì hoan tha, wo jiu gei nì tá ge zhe, 5000 khoai. Lão bản xiang lợi xiang, ông chủ nghĩ một chút, xua và nói, na chưa yang bà, vậy thế này đi. Chỉ là, ở đây chúng ta không cần dịch ra, chỉ là nó mang cái chức năng ngữ pháp và đây là một cái cách nói đặc trưng của người bản ngữ. Có nghĩa là thể hiện cái với một cái điều gì đó thì sau đó người ta sẽ đưa ra một cái kết quả gì đấy. Chỉ là nỉ chưa mà xỉ hoàn tha, cậu thích nó như vậy. Ủa chiều thì tôi sẽ cái nỉ tả cửa chứa giảm giá cho cậu, tả chứa nó giảm giá. Ủ chen khoai, 5.000 tệ. Tức là lấy con chó này giá là 5.000 tệ. Lão bản xiang lợi ý xả, xua. Na chưa yang bà, chỉ là nỉ chưa mà xỉ hoàn tha, wo jiu gei nì tá ge zhe, 5000 khoai. Nỉ bà tha mãi hồi gia, rằng tha khan, nỉ gia lì sân xả đợ 5000. Nỉ bà tha mãi hồi gia, cậu mua nó về nhà. Rằng tha, để cho nó, khan, châm, lì gia lì sân xia đợ 5000, sân xia là còn dư lại hoặc còn sót lại. Lì gia lì sân xia đợ 5000, 5.000 tệ còn sót lại ở trong nhà cậu. Lì bà tha mãi hồi gia, rằng tha, khan, lì gia lì sân xia đợ 5000. 我再送你狗窝, cầu liếng, cầu chưa sủa, chẳng mấy ạ. Ủa chai sông nỉ, tôi tặng thêm cho cậu. Cầu ua, chuồng chó. Cầu liếng, thức ăn cho chó. Cầu chưa sủa, khay vệ sinh cho chó, hoặc cũng có thể dịch là nhà vệ sinh của chó. Chẳng mấy ạ, thế nào? Ủa chai sông nỉ, cầu ua, cầu liếng, cầu chưa sủa, chẳng mấy ạ. Ở đây nhắc đến từ cẩu léng là cẩu lương, tức là thức ăn cho chó. Có bạn nào biết từ xá cẩu léng và chư cẩu léng không ạ? Nếu biết thì bạn viết ở phần bình luận cho Trần Lao Sư biết nhé. Tiếp theo, xiao quáng cao xì chí lợ, xua, xiếng, xie xie lão bản. Xiao quáng cao xì chí lợ, tiểu vương vô cùng vui mừng, xua, nói, xiếng, xie xie lão bản. Ok, cảm ơn ông chủ. Qua lỡ chỉ thiên, xiao wang hồi đào tiền lì, phê chẳng sân chỉ đỡ tuổi lão bà xua. Qua lỡ chỉ thiên, mấy ngày sau, xiao wang hồi đào tiền lì, tiểu vương quay lại cửa hàng. Phê chẳng sân chỉ đỡ, cậu ấy động từ là làm gì đó một cách vô cùng tức giận. Tuổi lão bà xua, nói với ông chủ. Qua lỡ chỉ thiên, xiao wang hồi đào tiền lì, phê chẳng sân chỉ đỡ tuổi lão bà xua. Nì chứ cơ phiền zi, nì bú sư xua, chứ sư nì mân tiền lì chơi hảo tờ khan mân cậu mà.
Nǐ zhè ge piànzi, ông là đồ lừa đảo. Nǐ bú shì shuō, chẳng phải ông nói. Zhè shì, đây là. Nǐ mèn diàn lǐ zuì hǎo de kān mén gǒu, đây là cụm danh từ. Chúng ta dịch xong chữ tờ trước. Kān mén gǒu là chó giữ nhà. Zuì hǎo, tốt nhất. Nǐ mèn diàn lǐ, ở trong cửa hàng của các ông. Nǐ bú shì shuō, zhè shì nǐ mèn diàn lǐ zuì hǎo de kān mén gǒu ma? Chẳng phải ông nói đây là con chó giữ nhà tốt nhất ở trong cửa hàng của các ông sao? Nǐ zhè ge piànzi, nǐ bú shì shuō, zhè shì nǐ mèn diàn lǐ zuì hǎo de kān mén gǒu ma? Zuò tiān wǎn shǎng, you ge xiǎo tōu bǎ wǒ jiā lǐ de 5000 kuài quán bù tōu zǒu le. Zuò tiān wǎn shǎng, tối hôm qua, you ge xiǎo tōu có một tên trộm bá của gia lì tờ ủ chen khoai chuyển thâu dậu lợ. Câu chữ bà chúng ta dịch động từ trước. Thâu là lấy trộm. Chuyển bù là toàn bộ. Ủ chen khoai 5.000 tệ. Gia lì trong nhà. Ủa gia lì trong nhà tôi. Thâu dậu là lấy mất đi, lấy trộm đi. Bá của gia lì tờ ủ chen khoai chén chuyển bù thâu dậu lợ. Lấy trộm đi toàn bộ 5.000 tệ trong nhà tôi. Zuò tiān wǎn shǎng, you ge xiǎo tōu bǎ wǒ jiā lǐ de 5000 kuài quán bù tōu zǒu le. Kè shì nǐ de zhè zhī gǒu yì zhí zài shuì jiào. Kè shì nhưng nǐ de zhè zhī gǒu, con chó này của ông, yì zhí zài shuì jiào. Vẫn cứ nằm ngủ suốt. Khờ sư nì tờ chơ chứ cổ y chứ chạy suy chạo. Nì bìa chào chí à, chờ bù ý tình sư của tờ cổ bù hảo. Nì bìa chào chí à, cậu đừng vội. Chờ bù ý tình sư, đây chưa chắc là của tờ cổ bù hảo do con chó của tôi không tốt. Nǐ biě zhào jí yā, zhè bù yí dìng shì wǒ de gǒu bù hǎo. Nà shì shěnme wěn tǐ? Vậy thì là vấn đề gì? Zhè tiǎo gǒu yǐ jiān de chú rén fěi chǎng you jiān. Zhè tiǎo gǒu yǐ jiān de chú rén, đây là cụm danh từ, chú rén là người chủ. Yǐ jiān, trước đây. Zhè tiǎo gǒu của con chó này fěi chǎng you jiān, vô cùng giàu có. Zhè tiǎo gǒu yǐ jiān de chú rén fěi chǎng you jiān. Nǐ de 5000 kuài, tā kě néng jué de bú suàn jiān. Nǐ de 5000 kuài, 5.000 tệ của cậu, tā kě néng jué de, có lẽ nó cảm thấy bú suàn jiān, không được coi là tiền. Nǐ de 5000 kuài, tā kě néng jué de bú suàn jiān. Xiǎo Wǎng shēng qì jí le. Wǒ bù guǎn, gǒu wǒ bù yào le. Nǐ bǎ qiān huǎn gěi wǒ. Xiǎo Wǎng shēng qì jí le. Tiểu Vương cực kỳ tức giận. Wǒ bù guǎn, tôi không cần biết. Gǒu wǒ bù yào le. Con chó này tôi không lấy nữa. Nǐ bǎ qiān huǎn gěi wǒ. Ông trả lại tiền cho tôi. Ở đây chúng ta dùng từ huǎn, không đọc là hái nhé. Huǎn nghĩa là trả lại. Trong trường hợp này cũng có thể dùng từ thuê. Xiǎo Wǎng shēng qì jí le. Wǒ bù guǎn, gǒu wǒ bù yào le. Nǐ bǎ qiān huǎn gěi wǒ. Hoặc là nǐ bǎ qiān thuì gěi wǒ. Bìa bìa bìa. Zhè yǎng bǎ. Yǐ hòu nǐ de gǒu lái wǒ mén diàn lǐ jiǎ mǎo. Wǒ dōu gěi nǐ bàn jiǎ, zhì shòu 50 kuài. Nǐ kàn zěnme yǎng? Bìa bìa bìa, đừng đừng đừng. Zhè yǎng bǎ, thế này đi. Yǐ hòu, sau này, nǐ de gǒu, chó của cậu, lái wǒ mén diàn lǐ, đến cửa hàng chúng tôi, jiǎ mǎo, là cắt tỉa lông. Wǒ dōu gěi nǐ bàn jiǎ, tôi đều cho cậu nửa giá. Zhì shòu 50 kuài, chỉ lấy 50 tệ. Nǐ kàn zěnme yǎng? Cậu thấy thế nào?
Bia bia bia. Chưa yang ba. Ý hồ, nì tờ cổ, lại vô mân tiền lý giả máu. Vô tố, gửi nì bàn giả, chữ sâu ủ sứ khoai. Nì khăn, tầm mơ yang. Xiao Wang gần sân chì lợ, xua, ủ sứ khoai. Vô tờ thổ phà, giảm ý chữ, trái ơ sứ khoai. Xiao Wang gần sân chì lợ, Tiểu Vương càng tức giận hơn. Xua, nói rằng, 50块, 50 tệ á. Ủa tờ thấu phà, tóc của tôi. Chẻn ý chữ, cắt một lần. Trái 20块, mới 20 tệ. Xiao Wang càng sân chỉ lợ, xua, 50块, ủa tờ thấu phà, chẻn ý chữ, trái 20块. Tiếp theo cái câu này thì nó là một cái câu đùa vui thôi nhá, nhưng mà dù sao nó cũng là thêm từ vựng. Hy vọng là các bạn không có ném đá ở trong cái vì cái câu này. Dẫn cân cậu sự bù ý yàng tờ. Cậu nắng chư sự, ni nắng mắt. Dẫn cân cậu sự bù ý yàng tờ. Người với chó thì không giống nhau. Cậu nắng chư sự, chó có thể ăn phân. Ni nắng mắt, cậu có thể không? Rắn cần cậu sự bù ý yàng tợ. Cậu nấng chư sự, đi nấng mắc. Yào sự ủa yền nấng nó. Yào sự là nếu như, thể hiện giả thiết. Yào sự ủa yền nấng nó. Nếu như tôi cũng có thể thì sao? Này ý hồ, đi lái của mình tiền lý giảm thấu phả. Ủa yề sâu lý ủ sứ khoai. Nà, vậy thì, ý hồ, sau này, đi lái của mân tiền lì, cậu đến cửa hàng của chúng tôi, chẻn thấu phà, cắt tóc. Ủa yề sâu nỉ, tôi cũng thu của cậu, ủ sứ khoai, 50 tệ. Tức là 50 tệ này bằng với giá một lần cắt và tỉa lông cho chó. Này khổ, đi lái của mân tiền lì, chẻn thấu phà, ủa yề sâu nỉ, ủ sứ khoai. Một câu chuyện khá là thú vị và hài hước với các bạn, và Trấn Lao Sư tin rằng là thông qua câu chuyện này thì các bạn đã học thêm được khá nhiều những cái từ vựng và các câu thú vị bổ ích trong việc học tiếng Trung phải không các bạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng nghe bạn Ú Giáo Chuyên đọc lại hai lượt. Lượt thứ nhất đọc với tốc độ chậm và sau đó đọc với tốc độ bình thường nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video hôm nay. Bye bye. Chủng vụ điện lý, Xiao Wang, y chí, gần y chí 可爱的小狗玩。 宠物店的老板看到了，笑着说： 这只狗很聪明的，是我们这里最好的狗。小王说： 是吗？ 可是 它看起来就是一只普通的狗啊。老板说：“这你就不懂了，它是一只看门狗。虽然看起来普通，但是只要 有他在，家里的钱就丢不了。”小王问：“那应该很贵吧？”“一点也不贵，只要10000。和你的钱相比，这只狗 不算贵，你说的也对。”小王说：“不过我家一共只有10000块，要是我买了它，家里就没钱了。” 老板想了一下，说：“那
这样吧，既然你这么喜欢他，我就给你打个折，5000块。你把它买回家，让他看你家里剩下的5000，我再送你狗窝、狗粮、狗厕所，怎么样？小王高兴极了，说：“行，谢谢老板。”过了几天，小王回到店里，非常生气地对老板说：“你这个骗子，你不是说这是你们店里最好的看门狗吗？昨天晚上，有个小偷把我家里的5000块全部偷走了。可是，你的这只狗一直在睡觉，你别着急呀，这不一定是我的狗不好。那是什么问题？这条狗以前的主人非常有钱，你的5000块，他可能觉得不算钱。小王生气极了，我不管，狗我不要了，你把钱还给我。别别别，这样吧，以后你的狗来我们店里剪毛，我都给你半价，只收50块，你看怎么样？小王更生气了，说：“50块，我的头发剪一次才20块。人跟狗是不一样的，狗能吃屎，你能吗？要是我也能呢？那以后你来我们店里剪头发，我也收你50块。宠物店里，小王一直跟一只可爱的小狗玩。宠物店的老板看到了，笑着说：“这只狗很聪明的，是我们这里最好的狗。”小王说：“是吗？可是它看起来就是一只普通的狗啊。”老板说：“这你就不懂了，它是一只看门狗。虽然看起来普通，但是只要有他在，家里的钱就丢不了。”小王问：“那应该很贵吧？”“一点也不贵，只要1万。”
和你的钱相比，这只狗不算贵。你说的也对，小王说，不过我家一共只有10000块，要是我买了它，家里就没钱了。老板想了一下，说，那这样吧，既然你这么喜欢它，我就给你打个折，5000块。你把它买回家，让它看你家里剩下的5000，我再送你狗窝、狗粮、狗厕所，怎么样？小王高兴极了，说，行，谢谢老板。过了几天，小王回到店里，非常生气地对老板说，你这个骗子，你不是说这是你们店里最好的看门狗吗？昨天晚上有个小偷把我家里的5000块全部偷走了，可是你的这只狗一直在睡觉。你别着急呀，这不一定是我的狗不好。那是什么问题？这条狗以前的主人非常有钱，你的5000块，他可能觉得不算钱。小王生气极了，我不管，狗我不要了，你把钱还给我。别别别，这样吧，以后你的狗来我店里剪毛，我都给你半价，只收50块，你看怎么样？小王更生气了，说，50块？我的头发剪一次才20块。人跟狗是不一样的，狗能吃屎，你能吗？要是我也能呢？那以后你来我们店里剪头发，我也收你50块。